Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Ân Thi và huyện Yên Mỹ. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm và trao quà cho thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Vầng ở thôn Cẩm La, xã Cẩm Ninh, bệnh binh hạng 2/3 Phạm Bá Thơi ở thôn Thọ Hội, xã Đặng Lễ và thương binh hạng 2/4 Nguyễn Quốc Huy ở thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thoa ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú và bà Nguyễn Thị Huyên, vợ liệt sĩ ở thôn Đại Hạnh, xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp của các thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tuyên truyền giáo dục con cháu gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, thực hiện tốt quy định phòng chống dịch COVID-19, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể bằng những việc làm cụ thể thiết thực, tiếp tục thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa.